Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện. Ngôi nhà của anh trai đã xây xong 2 tháng không tới ở được. Và khi biết được sự thật thì em gái sốc ngất. Trước khi vào câu chuyện này, tôi cũng không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Sau đây, tôi kính mời quý vị các bạn hãy lắng nghe theo dõi chi tiết câu chuyện này. Chị dâu biết cứ cách một thời gian tôi sẽ về quê, nên cố tình sống tiếp ở nhà trọ trong thật khổ sở đáng thương để tôi trả nợ giúp. Vợ chồng anh trai tôi không hợp với bố mẹ, sống chung mà cãi nhau suốt ngày. Vì vậy cưới nhau được một năm, anh chị ra ở riêng. Mỗi lần về chơi đến thăm nơi gia đình anh chị ở mà thương quá. Bốn người sống chen chúc trong gian phòng thuê nhỏ xíu, chắc chỉ bằng cái phòng bếp nhà tôi. Trong khi gia đình tôi khá giả, nhìn anh chị sống khổ cực nên không đành. Tôi bảo nếu cho miếng đất nhỏ thì anh chị có tiền để xây nhà không? Chị dâu nói là có khoảng 500 triệu đồng rồi, nếu được tôi cho đất thì còn gì bằng. Vì vậy tôi đã giấu chồng mua cho anh chị miếng đất hơn 50 mét vuông, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau khi có sổ đỏ trong tay, anh trai triển khai xây nhà luôn. Đợt vừa rồi tôi về quê chơi vài ngày và đến thẳng mảnh đất kia để xem nhà mới của anh trai thế nào. Nhìn bên ngoài ngôi nhà khá đẹp và chắc chắn, nhưng anh chị không sống ở đó. Cửa đóng im ỉm, bên trong có một lớp bụi. Gọi điện tôi mới biết là gia đình anh trai vẫn đang ở trọ. Đến nơi thì anh trai đã đi làm, chỉ có chị dâu và các cháu. Hỏi ra mới biết là nợ tiền thợ xây nhà khoảng 300 triệu đồng nên bị bên chủ thầu xây dựng ngăn không cho vào. Nhìn chị dâu nói trong nước mắt mà thương quá, tôi hứa với anh chị sẽ giúp gia đình được về ở nhà mới sớm. Sau đó tôi về nhà với bố mẹ và bảo muốn gặp chủ thầu để hỏi tại sao lại ngăn cản anh trai suốt 3 tháng nay không thể đến sinh sống trong ngôi nhà mới. Tiền nợ thì họ có thể trả dần được mà. Mẹ bảo là ông chủ thầu nhiều lần đến nhà để nhờ bố mẹ tôi nói giúp vài câu để anh chị trả tiền thợ. Bởi từ khi xây nhà đến bây giờ anh trai tôi chưa trả tiền công một đồng nào. Chưa hết sốc thì mẹ bảo là không có chuyện chủ thầu ngăn cản anh chị đến ở. Chị dâu biết cứ cách một thời gian tôi sẽ về quê nên cố tình sống tiếp ở nhà trọ trong thật khổ sở đáng thương để tôi trả nợ giúp. Mẹ nói là anh trai rất nghe vợ, còn chị dâu sống đạo đức giả. Ngày tôi cho đất, bố mẹ im lặng bởi nghĩ chị dâu sẽ thay đổi. Nhưng giờ thì mới hiểu là bản tính khó đổi. Biết được tính tôi thương anh trai nên chị dâu tìm mọi cách bòn rút túi tiền của em chồng. Mẹ khuyên tôi không nên cho tiền anh chị nữa, để hai người tự xoay sở thì mới biết lòng tốt của em chồng. Tôi lấy chồng xa, bố mẹ sau này ốm đau đều nhờ vào anh chị. Tôi muốn chị dâu đối xử tốt với ông bà nội. Theo mọi người, tôi có nên ra tay giúp anh chị trả nốt khoản nợ hay là không? Vâng, thưa các bạn, một câu chuyện mà nghe người em gái, người em của chồng chia sẻ lại. Cô ta đúng là một người em chồng cao cả, rất là vĩ đại và có lòng tốt. Vì cô ta làm ăn ở thành phố, gia đình khá giả, nên cô ta đã giấu chồng về quê để hỗ trợ cho chị dâu và anh trai của mình. Và cô ta đứng ra
mua một miếng đất trị giá đến 1 tỷ đồng cho anh trai. Trên đời này hiếm gặp một người em gái như vậy lắm. Và lúc đó chị dâu đã biết lòng tốt của em chồng nên đã lợi dụng. Có nhà nhưng chị ta không muốn về, vì chị ta nói là đang còn mắc một số nợ của ông thầu đến 300 triệu nên ông ta không có cho về ngôi nhà ở. Là chị chồng nói, chị dâu nói như vậy. Để muốn là em chồng về ra tay giúp đỡ tiếp, muốn bòn rút tiền của em chồng. Đó thì em chồng cứ ngỡ là 300 triệu thì đối với em chồng thấy chị dâu ở có nhà mới rồi mà không được về ở, đang rất là cực khổ, nên em chồng cũng là hứa sẽ giúp đỡ chị dâu thêm một lần nữa. Nhưng sau khi về nhà bố mẹ đẻ thì bố mẹ đã chia sẻ và nói lại là như vậy, chị dâu chỉ bày trò mà thôi. Tại vì lúc xây nhà đến giờ anh trai và chị dâu chưa trả một đồng nào cho ông chủ thầu hết. Đó, nhưng mà chủ thầu người ta cũng không cấm là về nhà. Đó thì ông chủ thầu về đến nhà bố mẹ thì bảo là cố gắng biểu là con trai xoay sở tiền để trả cho chủ thầu. Và khi em gái nghe được thì em gái vô cùng cũng rất là xót xa, vì không ngờ là chị dâu lại có một tính cách như vậy. Và mẹ thì khuyên là đứa em gái này không nên là cho tiền ăn chị nữa, thì để hai người tự xoay sở. Đó, thì biết lòng tốt của em chồng như thế này, vì là em chồng thì đã lấy chồng xa, phận con gái thì cũng nghĩ là bố mẹ sau này ốm đau đều nhờ vào là anh chị ở nhà. Thì giờ em chồng cũng muốn là sẽ gửi trả 300 triệu đồng số tiền này để cho anh chị được về sống nữa. Nhưng mà cũng đang đắn đo, thì cũng muốn chia sẻ câu chuyện này lên để cô chú anh chị, các bạn cho cô ta một lời khuyên. Cô ta nói là theo mọi người, cô ta có nên ra tay giúp anh chị trả nốt khoản nợ này nữa hay không? Thì tôi cũng mong cô chú anh chị cùng các bạn lắng nghe rồi chia sẻ, bình luận câu chuyện này. Và trước khi để kết thúc câu chuyện, tôi không quên là gửi lời tới cảm ơn quý vị và các bạn gần xa, trong và ngoài nước, luôn luôn đồng hành cũng như là đóng góp ý kiến ủng hộ cho kênh của tôi. Tôi cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để ra những video ngày càng chất lượng hơn. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.